tai nạn ô tô và mất. Sau này mẹ đi xem bói thì bảo là mất vào cái giờ không tốt, kiểu là bị trùng tang, trùng phục vân vân đó. Thì nhờ ông thầy ông làm bùa. Thì nay thì mộ đã cất rồi, nhà cũng bán rồi, không ở chỗ đó nữa thì có phải giải bùa nữa không? Thì bây giờ mộ đã cất đi chỗ khác rồi, nhà cũng bán cho người khác rồi, chuyển đến nơi khác rồi, thì cái đó thì bùa thì cũng không nặng nề phải giải nữa. Nhưng mà mình thấy cái quan trọng nhất là ông thầy cái nó chết rồi. Bây giờ nó không còn người, con cái nó không nối nghiệp được cha, cho nên là bây giờ cái đám âm binh đó, nếu thực sự nó có âm binh, thật sự nó cài, nó yểm vào đó, thì cái đám âm binh đó nó vẫn còn đi theo mình thôi. Nó theo mình thôi, mặc dù là cái mộ đã bốc rồi, nhà đã chuyển rồi, nhưng mà họ cái đám âm binh nó vẫn theo mình. Vì nó đi đi với mình bao nhiêu năm nay rồi, thì giờ nó vẫn theo mình. Cho nên cái việc này thì giải quyết cái gì? Nên mẹ con nên để, nên bảo mẹ con nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, và thậm chí mở cả những bài giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ đang ở nhà mình hàng ngày đó, để cho Long Thần Thổ Địa các ngài cũng gia trì hoan hỷ đến để gia trì cho, và đặc biệt cho các gì, cho các vị mà mình cứ nói nôm na đó là gì, âm binh đó, tức là gì, những cái vong hồn, những cái vong hồn mà bị các ông thầy kia nó bắt về, nó sai đi làm gì, làm âm binh để canh giữ nhà cửa mồ mả cho mình đó, thì nó sớm được nghe lời Phật dạy ở trong kinh, nó được giác ngộ, và mình đem công đức tụng kinh hồi hướng cho nó, thì để cho nó cầu cho nó siêu thoát đi. Cái thứ nhất đấy chỉ là một phần, cái phần mà Phật tử nói, em này là bé này nói là gì, là gia đình bây giờ mẹ cứ hay ốm đau lật đật, mà con thì gì? Có thằng con trai, tức là em của cái bé này thì nói là từ nhỏ thì lúc thì cắm xe máy, lúc thì cắm xe đạp để chơi cờ bạc. Vài năm gần đây thì chỉ vay cả xã hội đen. Năm ngoái thì để khiến cho bố mẹ phải bán cả nhà để trả nợ cho đứa em trai. Đấy gọi là gì? Đây gọi là oan gia trái chủ báo oán hiện đời. Đây gọi là oan gia trái chủ báo oán hiện đời. 10 năm làm nghề sát sinh bán phở, giết không biết bao nhiêu là mạng chúng sinh, mạng con gà. Hoặc tự giết hoặc bảo người giết thì tội vẫn như nhau. Một năm đầu tự giết thì tội cũng thế, mà 9 năm sau bảo họ giết mang đến cho mình thì tội cũng vẫn như vậy, có khác gì đâu. Tội tự giết hoặc bảo người giết thì Đức Phật nói là tội ấy như nhau, không có khác. Cho nên ở đây, đấy gọi là nhân quả báo ứng hiện đời, ngay cuộc đời này cho thấy. Đó là gì? Ngày xưa 10 năm kia làm tích cóp được bao nhiêu, thì bây giờ thằng con trai gì, nó phá hết bấy nhiêu. Các quý vị cứ xem lại tất cả những người làm nghề sát sinh, gia đình làm nghề sát sinh, liên quan đến nghề sát sinh, giàu rất là nhanh. Nhưng mà khi nó lụn bại á, thì lụn cũng rất là chóng. Mà khi mà nó đã lụn rồi á, thì không có cách chi để cứu vớt được nữa đâu. Đó, ví dụ như là vợ chồng bất hòa với nhau, chồng đi kiếm bồ, vợ cũng đi kiếm bồ chẳng hạn, đương nhiên là không thể cứu được rồi. Hoặc là con cái cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, cá độ bóng đá vân vân, làm cho tan cửa nát nhà. Bao nhiêu những công sức của bố mẹ gây dựng ngày xưa nay đều đội nón ra đi vì những đứa con bất hiếu như vậy hết. Đó gọi là gì? Gọi là nhân quả không sai vậy. Gây dựng trên gì? Trên xương máu của chúng sinh. Thì bây giờ gì? Kết quả là gì? Những chúng sinh đó nó báo oán, nó đến là đòi nợ, và có thể nó làm gì? Làm cho người thân, chính là những đứa con, hoặc là những ông chồng, hoặc là bà vợ, tự nhiên là phá bĩnh như vậy, phá phách như vậy. Đó, các vị cứ nhìn xem, tất cả những người làm nghề sát sinh ở quanh làng, quanh xã, quanh khu phố của chúng ta ở, giàu lên thì rất nhanh. Thậm chí chỉ vài năm là có nhà lầu xe hơi. Nếu như mà vị đó làm chủ lò mổ càng lớn thì, hoặc mở quán ăn gì, càng đông á, thì nhanh, giàu càng nhanh. Nhà lầu xe hơi có chỉ vài năm thôi, có nhà lầu xe hơi to đẹp. Tiền của thì gì? Vàng bạc. Tiền của đầy nhà, vàng bạc là gì? Đeo đầy tay, đầy cổ, đầy những cái gì, thậm chí họ không muốn treo cả dưới chân, họ đeo cả dưới chân cũng có thể có vàng có bạc đeo cả dưới chân. Đó, có nghĩa là gì? Chỉ cho họ giàu có rất nhanh. Nhưng một thời gian sau khi mà lụn rồi á thì lụn cũng rất thảm hại. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì bây giờ hỏi có cách nào để cho thằng con nó gì, nó không chơi cờ bạc nữa không, hay nó quay lại hiền lương hay không, cái này thì khó lắm. Thầy không thể nào mà
khẳng định với cái câu hỏi này là có thể khiến cho thằng đứa con trai của em trai của cái cô bé đưa câu hỏi này và đứa con trai của bố mẹ của cô bé đưa câu hỏi này có trở lại bình thường như người bình thường làm ăn được không, thầy không dám khẳng định. Nhưng thầy khuyên rằng thì nếu muốn thoát khổ trong cuối đời cũng như đời sau thì khuyên bố mẹ gì? Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và nên tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm ăn năn sám hối và phóng sinh nữa, chịu khó phóng sinh vào. Cũng giảng một hai pho tượng mà hết tội thì xin thưa các quý vị, xã hội này họ cứ làm ác thật nhiều, thậm chí buôn bán, xì ke ma túy, vân vân và vân vân. Đến khi pháp luật trừng trị họ thì họ bảo thì họ mang vài triệu đến họ cúng một pho tượng ở chùa, thế là bảo là tôi đã cúng tượng rồi, các ông không được bắt tôi. Có chuyện đó không? Không có. Không có cái chuyện đó. Cúng tượng nó là gì? Một việc thiện, một việc đại thiện. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta phải gì? Dừng các việc ác và biết gì? Phải biết gì? Ăn năn, sám hối những tội trước chúng ta đã làm. Đó là gì? Thay vào đó bây giờ trường hợp này thì cụ thể là gì? Nên phóng sinh cho nhiều. Việc thứ hai là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để sám hối. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam